Bạn muốn khám phá thế giới mà không cần quá nhiều thủ tục rườm rà? Có một tin vui là hộ chiếu Việt Nam đang ngày càng trở nên quyền lực hơn, giúp bạn dễ dàng đặt chân đến nhiều quốc gia hơn. Cùng khám phá xem những điểm đến nào đang chờ đón bạn với cuốn hộ chiếu Việt Nam nhé. Cập nhật mới nhất từ chỉ số hộ chiếu Hanley năm 2024 cho thấy hộ chiếu Việt Nam đang ngày càng được quốc tế công nhận, xếp thứ 73 toàn cầu. Người Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để du lịch và làm việc ở nước ngoài so với các nước láng giềng Đông Nam Á như Lào đứng thứ 79 và Myanmar đứng thứ 84, hộ chiếu Việt Nam mang lại nhiều quyền lợi hơn. Trong các bảng xếp hạng hộ chiếu như Henley Passport Index, vị trí của hộ chiếu Việt Nam thường ở mức trung bình. Sức mạnh hộ chiếu được đánh giá dựa trên quyền tự do đi lại của công dân, cụ thể là số lượng quốc gia mà họ có thể đến mà không cần xin visa. Theo chỉ số mới nhất của Henley, người mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh vào khoảng 55 quốc gia, bao gồm cả những nước chấp nhận visa điện tử hoặc visa khi đến nơi. Tại khu vực Đông Nam Á, hiện hộ chiếu Việt Nam quyền lực hơn so với hộ chiếu của Lào, xếp hạng 79 và hộ chiếu Myanmar, xếp hạng 84. Vào tháng 7 năm 2023, căn cứ theo Henley Global Index công bố chỉ số xếp hạng hộ chiếu, Việt Nam đạt 55 điểm, đứng vị trí 82 toàn cầu, cùng thứ hạng với Campuchia. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế đến Việt Nam, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung luật nhập cảnh, xuất cảnh vào năm 2023. Luật mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 với những điểm nổi bật như tăng thời hạn visa lên 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần, đồng thời kéo dài thời gian tạm trú tại cửa khẩu cho du khách miễn visa lên 45 ngày. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách hơn đến Việt Nam và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Singapore một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu với sức mạnh hộ chiếu, với công dân có thể đến 175 quốc gia mà không cần visa. Malaysia cũng không hề kém cạnh khi nằm trong top 10 thế giới, cho phép công dân của họ đến 170 điểm đến. Trong khi đó, Thái Lan, một điểm đến du lịch nổi tiếng, có hộ chiếu xếp vị trí thứ 51 toàn cầu, cho phép công dân của họ đến 97 quốc gia. Những con số này cho thấy sự khác biệt đáng kể về quyền tự do đi lại giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Không ít người, trong đó có cả các chuyên gia, thường cho rằng lý do chính là người Việt hành xử kém văn minh, vi phạm pháp luật sở tại khi ra nước ngoài. Điều này có phần đúng, nhưng vấn đề phức tạp hơn nhiều. Yêu cầu về visa, bao gồm việc miễn hoặc giảm thủ tục, là kết quả trực tiếp của những thỏa thuận song phương và đa phương liên quan đến visa. Những thỏa thuận này có được lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố tương quan dưới đây. Từ góc nhìn của mình, tôi có thể khẳng định Việt Nam có đủ cơ sở để thương lượng những thỏa thuận visa có lợi hơn cho công dân. Các thỏa thuận song phương về visa là yếu tố quyết định trực tiếp đến sức mạnh hộ chiếu của một quốc gia. Những thỏa thuận này thường được ký kết dựa trên các lợi ích chung về kinh tế, văn hóa và chính trị. Việt Nam đang tích cực mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các đối tác kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc tăng cường hợp tác với các đối tác này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán và ký kết các hiệp định miễn thị thực. Yếu tố thứ hai là vấn đề an ninh và an toàn, là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức mạnh hộ chiếu. Việc một số công dân Việt Nam vi phạm pháp luật tại nước ngoài đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của hộ chiếu Việt Nam. Để khắc phục tình trạng này, Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác an ninh và đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học vào hộ chiếu. Việc tích hợp chip sinh trắc học không chỉ giúp tăng cường an ninh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại quốc tế, đồng thời góp phần cải thiện hình ảnh của hộ chiếu Việt Nam. Việc xây dựng một cổng thông tin điện tử về thủ tục xin visa là một bước đi cần thiết để tăng cường sự minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài khi muốn đến Việt Nam. Cổng thông tin này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các loại visa, điều kiện xin visa, danh sách các đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam trên toàn thế giới, cũng như các biểu mẫu cần thiết. Sự minh bạch trong thủ tục xin visa không chỉ giúp rút ngắn thời gian xét duyệt mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam như một điểm đến du lịch thân thiện. Các yếu tố kinh tế có tác động đáng kể đến thỏa thuận visa. Các quốc gia phát triển giàu có thường đạt được nhiều thỏa thuận miễn visa hơn vì công dân những nước này thường không bị xem là tìm cách nhập cư bất hợp pháp. Hơn nữa, công dân của các quốc gia giàu có thường được coi là khách du lịch mong muốn có thể đóng góp cho nền kinh tế của quốc gia điểm đến. Vì vậy, hộ chiếu ở những nước như là Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Anh và Đức luôn được xếp hạng cao, đi được nhiều nước. Với Việt Nam, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Kinh tế ngày càng phát triển, người Việt du lịch, đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều thì càng có lợi cho việc nâng sức mạnh của hộ chiếu Việt Nam. An ninh là một yếu tố quan trọng được cân nhắc hàng đầu trong các quy định về chính sách visa. Mặc dù nguyên tắc đối ứng đóng vai trò quan trọng,
nhưng các quốc gia cũng sẽ đánh giá các yếu tố khác như tình hình an ninh, kinh tế và xã hội của nhau. Việc một số công dân Việt Nam vi phạm luật pháp tại Australia trong thời gian qua có thể ảnh hưởng đến quyết định nới lỏng chính sách visa của nước này đối với công dân Việt Nam. Tuy nhiên, bằng cách tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh và pháp luật, Việt Nam có thể chứng minh được sự tin cậy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán các hiệp định miễn visa. Chính trị cũng là yếu tố được xem xét. Bất đồng về chính trị hoặc những lo ngại về bất ổn chính trị có thể khiến một quốc gia quyết định áp đặt, thay đổi chính sách visa với một quốc gia khác. Liên minh châu Âu vốn có thỏa thuận xúc tiến visa với Nga, nhưng do vấn đề Ukraine mà thỏa thuận này đã bị tạm ngừng, khiến công dân Nga gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn xin visa vào các nước thuộc liên minh. Đáng chú ý là khác biệt về thể chế chính trị không hẳn là lý do gây khó khăn cho chính sách visa. Ví dụ công dân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có thể đi lại tự do đến 180 nước, mặc dù có thể chế chính trị khác biệt với nhiều nước. Việc nâng cao sức mạnh của hộ chiếu là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía. Mặc dù hành vi của một số công dân có thể ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, nhưng việc đánh giá sức mạnh của hộ chiếu chỉ dựa trên yếu tố này là không đủ. Sức mạnh hộ chiếu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như quan hệ ngoại giao, kinh tế, chính trị và uy tín quốc tế. Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán và ký kết các hiệp định quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đi lại. Theo khuyến nghị, khách du lịch Việt Nam muốn xin visa dễ dàng hơn thì bản thân mỗi công dân đều phải có ý thức tuân thủ quy định pháp luật khi ra nước ngoài. Về phía các công ty du lịch cũng cần quản lý khách chặt chẽ để không xảy ra tình trạng trốn ở lại lao động bất hợp pháp, gây ấn tượng xấu với các quốc gia khác. Cùng với ý thức của mỗi công dân, các ý kiến khác cũng cho rằng để cải thiện quyền lực của hộ chiếu là một quá trình lâu dài, chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó việc cải thiện quyền lực hay thứ bậc của hộ chiếu không chỉ đổ lỗi cho hành vi tiêu cực của một số công dân, mà quá trình nâng cao quyền lực tấm hộ chiếu còn phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của chính phủ, cơ quan bộ, ngành trong việc cải thiện vị thế quốc gia cho tới những nhiệm vụ cụ thể như đàm phán những thỏa thuận có lợi hơn cho công dân. Ở buổi họp báo thường kỳ trong tuần qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng đã chia sẻ về kế hoạch của Việt Nam trong việc tiếp tục nỗ lực đàm phán với các nước để tăng số điểm đến được miễn thị thực cho công dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết trong khoảng thời gian tới đây, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục đề nghị xem xét việc đơn giản thủ tục cung cấp thị thực hoặc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam và các nước đối tác trong các cuộc tiếp xúc. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và các nước giao thương đi lại, tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Với hộ chiếu Việt Nam ở trong tay, bạn hãy sẵn sàng để khám phá 55 quốc gia và vùng lãnh thổ tuyệt đẹp trên thế giới mà không cần phải lo lắng về những thủ tục xin visa rườm rà. Từ những bãi biển cát trắng trải dài Thái Lan, những ngôi đền cổ kính ở Campuchia cho đến những thành phố hiện đại của Singapore, thế giới đang chờ bạn khám phá.